thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Hữu Tây, huyện Cần Đức đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó nổi bật là việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giao thông, phá thế dùng sâu, giúp kinh phí trên 90,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn cấp trên và nội lực của xã, cùng với sự hỗ trợ của nhân dân, nhiều công trình thiết thực đã được đầu tư xây dựng, tạo bộ mặt cho xã Long Hữu Tây khang trang hơn như cầu rạch ranh, nhiều quá huyện lộ 82, bến và Long Hữu Tây, Tân Trung. Đến nay, tuyến đường chính của xã với chiều dài 4,1 km được nhựa quá theo chuẩn cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải. Trên 12 km, đường trục áp được mở rộng, đanh quá và trải đá. Cùng do đó, hệ thống giao thông thủy lợi được đầu tư đồng bộ kiên cố quá. Các tuyến đề bào trên địa bàn như đề bào sông Giàm Cỏ, đề Long Hữu Đông, Long Hữu Tây và tuyến đề Long Hưng kết hợp với tuyến đường tỉnh 826B, đường huyện 82 tạo sự liên quan trong giao thông, thủy lợi vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai tại địa phương. Nhiều cầu giao thông nông thôn bắc qua kênh được địa phương vận động những tấm lòng hảo tâm, đóng góp xây dựng, góp phần phá thế dùng sau. Việc phát triển giao thông nông thôn đã góp phần để xã Long Hậu Tây hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới do là xã thứ 16 của huyện cần nước đạt chuẩn.